mừng tất cả các anh chị đến với kênh Xem Nhà Cùng Quốc Mạnh. Đây là tập 1. Mạnh xin dẫn đến tất cả các anh chị xem một dự án của chủ đầu tư Nam Long nằm tại mặt tiền Võ Văn Kiệt. Đây là một trong những con đường huyết mạch nói từ Đông sang Tây. Đây là hiện tại dự án, thì hôm nay Mạnh sẽ cập nhật đến anh chị những tiến độ của dự án như thế nào nhé. Hiện tại thì chủ đầu tư cho phủ những lớp sơn đầu tiên ở phía bên ngoài và hoàn thiện những nội thất ở phía bên trong, cũng như là phần tiện ích nội khu để kịp tiến độ tháng 11 năm nay bàn giao đến quý khách hàng ạ. Với vị trí mặt tiền Võ Văn Kiệt, một trong những trục đại lộ Đông và Tây, đặc biệt là ở đây đầy đủ tiện ích mà giá thì cực kỳ mềm, chỉ có dự án Arcadia City thôi anh chị ạ.